tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nơi đây vừa cứu sống một người bệnh nặng do lóc tách động mạch chủ ngực. Người bệnh nam 58 tuổi, trú tại Phúc Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ. Nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, đau lan ra sau lưng. Kết quả chụp động mạch chủ cho thấy hình ảnh lóc tách động mạch chủ ngực, ngay sát quai động mạch chủ, lóc tách lan đến chỗ chia của động mạch chậu. Sau khi có kết quả chẩn đoán cuối cùng, các bác sĩ khoa can thiệp tim mạch và khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực đã có hội chẩn đưa ra phương án điều trị tối ưu cho người bệnh là sử dụng kỹ thuật Hybrid, kết hợp phẫu thuật bắc cầu nối động mạch cảnh và động mạch dưới đòn kết hợp với đặt stent động mạch chủ ngực. Ca phẫu thuật và can thiệp cho người bệnh đã được thực hiện tại phòng mổ do các bác sĩ chuyên khoa 2 thực hiện trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Người bệnh điều trị hậu phẫu sau 7 ngày đã ổn định, không đau ngực, huyết áp và nhịp tim đã ổn định. Người bệnh đã được kiểm tra bằng CT 128 dãy, vị trí đặt stent đúng, tưới máu tươi dạng tốt, không có bất kỳ dấu hiệu triệu chứng nào khác và đã được xuất viện. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa can thiệp tim mạch cho biết, trường hợp của người bệnh này là một ca bệnh nguy hiểm với lóc tách động mạch chủ ngực. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, có thể dẫn tới rất nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật Hybrid để xử lý tình trạng này. Theo các bác sĩ, động mạch chủ là động mạch xuất phát từ tim, chịu trách nhiệm cung cấp máu đi khắp cơ thể. Thành động mạch chủ được cấu tạo 3 lớp là lớp áo, lớp giữa và lớp áo bên ngoài. Bóc tách động mạch chủ xảy ra khi lớp áo trong bị rách. Máu chảy ở lớp áo trong di chuyển giữa các lớp trong và lớp áo giữa khiến cho mạch máu đến cơ quan sẽ bị giảm đi. Bóc tách động mạch chủ là một bệnh lý nguy hiểm, cần phải thực hiện và điều trị kịp thời để tránh ảnh hưởng tới tính mạng. Nguyên nhân gây ra bóc tách động mạch chủ là do lớp tế bào bị yếu đi trong thời gian dài. Khi áp lực tống máu tăng lên, trong động mạch sẽ làm hình thành nên vết rách. Vết rách này nếu không được xử lý sẽ tạo thành các vết rách lớn hơn. Một số yếu tố sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện vết rách của động mạch chủ bao gồm: huyết áp cao, đây là nguyên nhân hay gặp nhất, do huyết áp cao làm rách hoặc phá hủy cấu trúc động mạch. Sơ vữa động mạch, tình trạng mảng bám ở trong động mạch sẽ khiến cho máu cần phải có động lực đẩy mạnh hơn để cung cấp máu cho các cơ quan. Phình động mạch chủ, van động mạch chủ bất thường, tim bẩm sinh, rối loạn mô liên kết như hội chứng Marfan gây ra bất thường cấu trúc động mạch, viêm mạch, chấn thương ngực. Gia đình có người mắc bóc tách động mạch chủ. Các triệu chứng của bóc tách động mạch chủ thường xuất hiện đột ngột với các đặc điểm như đau ngực dữ dội, đau đột ngột, cất xỉu, chóng mặt, khó thở, huyết áp hai tay lệch nhau trên 20mm thủy ngân, mạch nhanh yếu, đổ mồ hôi nhiều, hôn mê, mất thị lực, yếu một bên cơ thể. Yếu tố làm tăng nguy cơ phình động mạch chủ ngực bao gồm tuổi tác. Phình động mạch chủ ngực thường gặp nhất ở những người trên 65 tuổi. Những người hút thuốc lá, khói thuốc lá sẽ là tác nhân gây suy yếu thành mạch, khiến cho mạch máu bị phình to theo thời gian. Những người bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp sẽ làm tổn thương các mạch máu ở trong cơ thể, trong đó có động mạch chủ ngực. Sơ vỡ động mạch. Nếu cha mẹ hoặc anh chị em có bị phình động mạch chủ ngực, bạn có thể phát hiện triệu chứng này. Bóc tách động mạch chủ và vỡ khối phình mạch là một biến chứng nguy hiểm nhất của chứng phình động mạch chủ ngực. Một số khối phình ở trong động mạch nhỏ và phát triển chậm nên không bao giờ vỡ. Nguy cơ tỷ lệ thuận với kích thước của khối phình. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực có thể gặp phải các biến chứng như chảy máu. Khi xảy ra biến chứng này, người bệnh cần được phẫu thuật khẩn cấp để giữ tính mạng. Cục máu đông. Khu vực khối phình động mạch chủ là môi trường thuận lợi để hình thành huyết khối. Nếu cục máu đông vỡ ra từ thành ở bên trong của chứng phình động mạch chủ, nó có khả năng làm tắc nghẽn mạch máu ở những nơi khác trong cơ thể, gây ra đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tắc động mạch chi dưới. Không có biện pháp giúp phòng ngừa tuyệt đối chứng phình động mạch chủ ngực, tuy nhiên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách tuân thủ một lối sống lành mạnh để giảm sơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây ra phình động mạch chủ. Cụ thể bạn nên duy trì chỉ số huyết áp và mức cholesterol ở giới hạn bình thường, xây dựng một thực đơn ăn uống tốt cho sức khỏe tim mạch, không tiếp xúc với khói thuốc lá dưới mọi hình thức, tập luyện tối thiểu 150 phút mỗi tuần với các bài tập cường độ vừa phải như đi bộ, đạp xe, yoga, khiêu vũ, bơi lội. Kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ, đặc biệt là với những người có yếu tố nguy cơ phình động mạch chủ ngực. Phình động mạch chủ ngực là một bệnh lý thường gặp ở những nhóm đối tượng hút thuốc lá nhiều năm, trên 65 tuổi và nam giới, có bố mẹ hoặc anh chị em ruột bị phình động mạch chủ, bị tăng huyết áp. Bệnh không gây nguy hiểm tính mạng ở giai đoạn đầu, nhưng việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp, phòng tránh rủi ro khi bị vỡ khối phình. Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu như mất ý thức, ngất xỉu hoặc bất tỉnh, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, đau đầu dữ dội, ngực đau dữ dội, bụng hoặc lưng, bệnh nhân cần phải đến ngay bệnh viện để thăm khám. Để giảm nguy cơ phình động mạch chủ ngực, mỗi người cũng cần phải bỏ thuốc lá, không tiếp xúc với khói thuốc lá.
cũng cần phải giảm muối và hạn chế thực phẩm nhiều cholesterol xấu trong chế độ ăn, tập luyện vừa sức với các bài tập tốt cho tim mạch. Giảm căng thẳng giúp huyết áp không bị tăng vọt, kiểm soát tốt các bệnh lý nền.